Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, các bạn và mọi người cùng xem nha. Rồi, tiếp tục hôm nay mình quay cái cảnh tượng của anh em dùng nuôi tôm đó các bạn. Ảnh ngồi ở đằng trước là ảnh chạy máy không người lái. Đây các bạn. Đó, cực kỳ chưa? Đó, ảnh cho tôm ăn nha các bạn. Gà ảnh hắt tôm gà. Đó các bạn. Đó, máy chạy đi phà phà vậy. Đây là mình cũng mới thấy lần đầu tiên. Nhưng mà ở dưới đây thì theo mình độ thì chắc người ta cũng đã quen thuộc với cái này rồi. Còn mình thì mình chỉ mới thấy thôi các bạn, tại vùng mình không có nuôi tôm đó. Thôi sẵn dịp chị mình quay chia sẻ cho các bạn mọi người xem. Anh chạy Honda nhưng mà không biết là chế cái máy về cái chế cái bẻ lái thì sao nha các bạn. Là máy chạy không người lái đó. Máy vừa chạy vừa cho tôm ăn. Rồi tới đây là nó tự động bẻ hả ta? Hay là mình bẻ? Kìa bẻ kìa các bạn. Bỏ tay anh cho ăn rồi anh bẻ chỗ nào trời. Cực kỳ chưa? Máy dở được luôn á. Chạy tốc độ lẹ dữ vậy ta. Hình như ở dưới đây thì đa số chắc xài gì các bạn. Ảnh dục liên tục luôn. Là cho tôm ăn. Đã không? Gãy hai bên luôn. Wow, tới lái ên luôn. Vậy là chắc cái tay bên đây ảnh cầm lái quá ta. Ồ, phải rồi, bên đây ảnh có cầm một cái cây nó dài. Ồ, đây nè các bạn, anh chế cái cây nè. Ồ, cái cây lái tuốt đằng này. Ồ, gạch tuốt này luôn ha. Đó các bạn. Phải nói luôn chưa. Đó giờ mình cũng mới thấy lần đầu tiên. Rất là hay các bạn. Đây là của cái kỹ thuật của mấy anh em nuôi tôm và mình chạy máy cho tôm ăn. Vừa chạy vừa gãi luôn. Chỉ một mình thôi. Chặt cua. À, tới cần thiết anh cũng bơi nè. Nhưng mà máy vẫn chạy nhưng mà dở láp lên vẫn được luôn. Ừ, cái máy dạy dở lên được luôn nè các bạn. Khá hay ha. Ồ, anh dở anh cho ăn trong cái dèo. Trong cái lọp hay gì á. Rồi tiếp tục chạy các bạn. Trời ơi. Hả tốc độ luôn kìa trời. Má ơi. Chạy ghê vậy. Wow, lên trên luôn hả? Ồ, vô chân lên trên. Ồ, rồi chạy kìa. Nó khiếp chưa? Đã gì trời. Rồi vậy chắc anh cho ăn xong rồi đó bạn. Ồ vậy chắc xong rồi hả?
Trời ơi, ủa qua bên kia luôn rồi.